Chào tất cả mọi người ha. Hôm nay là em mới đủ tỉnh táo để em nói chuyện với mọi người về cái việc kênh mình bị hack, và cũng là một bài học cho bản thân mình. Thì tính ra là trong quá trình hack kênh là từ ngày 19 tây đến ngày 23-24 tây mới lấy lại được kênh, là 4-5 ngày đó mới lấy lại được kênh. Thì quá trình em bị là như thế nào? Em được nhận một cái quảng cáo từ một cái công ty ăn uống. Họ gửi một cái file cho em, họ kêu em giải nén cái file đó ra và lấy cái hợp đồng trong đó. Chừng nào gửi lại cái hợp đồng cho họ thì họ sẽ ký. Thì chỉ giải nén file mới lấy được hợp đồng. Có mật mã giải nén file nha. Và tình cờ là nó không hack được, là lý do là máy tính em bị lỗi Win. Em giải nén ra mà máy nó chạy rất là chậm và nó không vô được máy em nè. Cái thứ hai, em thấy chậm quá em đi cài phần mềm virus Capkai. Thì khi phần mềm đó nó hoạt động thì khi em giải nén cái file đó ra thì phần mềm nó xóa luôn cái file chạy của nó. Cái file .exe đó chắc là file virus đó. Nó xóa luôn. Xong rồi. Em thấy máy em có vấn đề, em nhờ một cái anh cài lại Win. Cài lại ổn hết mọi thứ, gỡ Capkai ra cài lại rồi. Anh nhận là về cài phần mềm virus lại hả xài. Thì em ý em không có cài. Em không cài, em vẫn còn nghĩ tới cái quảng cáo đó. Em đi lên em tải cái file đó là em download nó về rồi em giải nén ra. Em coi lại từng ly từng tiếng lần nữa. Thì khi em cho chạy cái file đó, trong vòng một khoảng thời gian chắc khoảng nửa tiếng gì đó, thì cái Gmail nó bị mất. Nó bị mất, nó báo trên điện thoại là em không hay. Em lo làm việc trên máy tính á, em để điện thoại chế độ im lặng. Tới chừng em hay là em thấy thay đổi mật khẩu, thay đổi số điện thoại và thay đổi Gmail khôi phục. Lúc đó là em bị sốc á. Nửa đêm mà lúc đó khuya rồi, đêm ngày 19 tây á, 10 giờ nó báo hack mà tới 1 giờ mấy em mới đi ngủ luôn á. Em làm mãi không được thì em thôi quyết định em đi ngủ. Rồi tới ngày sau, ngày sau vui cái là lấy cái mail kia liên hệ với Google, liên hệ với kênh YouTube nữa. Đến nhà mấy quản lý YouTube để mình coi giúp kênh mình á. Hack luôn cái mail thứ hai, cái mail mà báo khôi phục á, là do vi máy mình vẫn còn virus đó. Em lần đợt em không dám xài nữa, em đi cài Win lại một lần nữa. Anh đó anh cài luôn cái phần mềm KPK, không phải KPK nữa, anh là KPK nặng quá, BKV. Anh cài lại cái BKV cho em. Xong rồi về vô mail là em không dám để chế độ vậy, em phải ra rồi em đăng xuất. Và tới gần 4 ngày rồi em không có làm gì được cái mail cũ hết. Em mất hy vọng rồi. Cái bắt đầu em đi coi tất cả những cái clip mà những người bị hack kênh đó. Gần như tất cả các kênh đều lấy lại được hết, nhưng mà nó hơi lâu, mỗi người mỗi cách luôn á. Thì coi đến cái mail, cái kênh của cái chú mà Đoàn Hồng Giang á, chú chia sẻ về cái kênh của cái anh Vũ Nguyên Thắng á, không phải cái kênh mà là cái Facebook. Em mới liên hệ với ảnh, em có lại được cái Gmail thứ hai sau khi nó hack 3 ngày đó. Nó chỉ hack được cái mật khẩu á, còn cái điện thoại em vẫn còn đó. Khi em coi lại, em lấy lại những cái mà nó báo hack ở bên Gmail thứ hai là đã thay đổi mật khẩu, thay đổi số điện thoại, thay đổi Gmail khôi phục á. Em chụp lại hết, em gửi cho cái anh đó. Em gửi cũng gần cả ngày á, anh mới trả lời với em ban đêm. Cái bắt đầu anh nhắn một loạt thông tin, cỡ mười mấy thông tin á, cung cấp địa chỉ IP, cung cấp điện thoại, cung cấp địa chỉ nhà ở, cung cấp kênh, cung cấp Gmail bị mất, cung cấp thời gian bị mất, đủ thứ hết. Anh lên coi lại cho mình thì anh nói là anh sẽ xử lý. Thì anh đưa em mấy cái địa chỉ khôi phục á, vô thì anh cứ làm theo hướng dẫn của anh. Thì đến sáng ngày hôm sau 8 giờ anh đưa lại một cái đường link khôi phục nữa, mà lúc đó em đang ở bên trường của em đi dạy, em đi qua tủ trường á. Em nói là em phải về nhà em làm đúng cái wifi của mình em mới dám làm. Em về nhà lúc 10 giờ em lên em làm lại là em khôi phục được cái Gmail thứ nhất của em. Thì em lấy lại được cái kênh này, lấy lại một cách thành công. Nói chung là sau khi mình bị hack kênh rồi mình lấy lại kênh thì mình sẽ học được một bài học là gì? Mẹ ơi, con thấy có một con chim sáo ngoài đường. Rồi con đi ra chỗ khác đi. Mình phải có được một bài học là đừng có tham lam cái gì hết đó mọi người. Những cái khoản tiền quảng cáo đó, tôi mốt ai gọi điện thoại trực tiếp vô máy tôi đi. Sản phẩm gì thì tôi đi ra ngoài tôi mua tôi làm, tôi không có lấy link cái gì của ai nữa hết đó. Quá sợ rồi. Tiền cao lắm, nhưng mà tiền không cho không ai cái gì đâu, có cái gì đó họ mới cho mình. Mình bị mất rồi, đó là một bài học. Và cũng thật sự cảm ơn anh Vũ Nguyên Thắng luôn á. Em sẽ ghim cái Facebook em lên trên cái kênh của em để mọi người vô tương tác trên Facebook nếu mà ai có vấn đề gì về kênh đó.
Gmail thì liên hệ với anh. Anh giúp giúp rất là nhiệt tình nha, và cũng không có tốn tiền luôn. Nói chung là very good. Và cũng mình cũng thấy mấy người hacker phải nói là rất là thông minh ấy. Họ vô kênh, vô đăng nhập vô cái file, cái Gmail mình, họ thay đổi hết mọi thứ để họ làm lại kênh của mình. Bái phục họ luôn. Nhưng mà đó là những gì làm không tốt nha.